Mở đầu video là một tình huống hy hữu trùng lập, không biết đường nào mà lừng. Cụ thể, sự việc xảy ra bất ngờ khi chú chó đốm đi ngang qua khiến cô gái không ngớt được cười. Mới mua được một bộ áo mặc đi chơi với crush mà mới xuống xe đã gặp ngay một con cờ hó có một bộ y chang, hỏi xem có tức hay không chứ. Đi sự kiện mà gặp cảnh này thì chắc chỉ muốn quay về thôi, một cư dân mạng bình luận hài hước. Ôi đẹp, người đẹp. Đi ra đường bớt lắp mấy cái đèn nhấp nháy ánh sáng ban mai lại. Người ta muốn an toàn chứ không ai có nhu cầu làm đẹp đâu nhá. Lần này anh cảnh cáo, lần sau anh tháo mẹ cái đèn luôn cho chú biết thế nào gọi là lễ hội. À đù, người gì đâu mà cute thế. Vừa yêu chó lại vừa đáng yêu như này thì tốn xài lắm đấy chứ đùa. Tôi là con gái mà tôi còn thích nữa là các ông. Thằng này ăn học đầy đủ đây này, sau này dễ làm thủ tướng này. Hả? Ôi giời ơi. Hay lắm con trai của ta. Cái gì cũng biết chỉ mỗi biết điều là không. Cái gì cũng không giỏi chỉ giỏi mỗi báo cha báo mẹ. Báo thủ tương lai là đây chứ đâu. Phải con tôi thì tôi cho sách bả lô lên và đi. Tự lập luôn cho lối quen con ạ. Thú hồn nha bà già. Tháng cô hồn hết rồi mà sao chưa về dưới đấy vậy chị Bảy? Người ta bị yếu tim mà chơi cái kiểu này là hơi bị ẩu rồi đó ba. Ôi trời ơi. Con mèo kiểu à, con sen này ngon, dám mạo phạm bổn cung, biết bố mày là ai không hả? Thị vệ đâu? Mau xách thằng này đi đánh đít cho ta, lẩu cả hết sức. Tao quánh chết cha mày. Hả? Di chứng của hậu Covid là đây chứ đâu? Ảo thật đấy. Hai cái xe khác nhau một trời một vực kiểu này mà vẫn nhầm thì có nhận nhầm chồng luôn không? Tôi cũng đến ạ với bà chị luôn. Cơ mà tại sao một cái chìa khóa mà lại mở được cả hai xe thế nhở? Kiểu này thì thời của mấy anh đạo chích lại tới thì có mà ối sụ ô luôn. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Ờ, cái gì đấy bạn ơi? Mình có quen biết gì nhau đâu mà tự dưng chạm nhẹ vào nhau kiểu này đấy. Không quen nha. Từ chối hiểu luôn, suýt thì mất bố nó cái gương, ẩu thật sự. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Check the mic and make sure it sound right, boy. Dấu hiệu của một cuộc đi chơi có tẩm đá. Ảo mà Canada thế chứ lị. Lúc đi hết mình, lúc về lao đầu vào cửa. Hết hồn chưa mấy con. Quả này chắc sang chấn tâm lý luôn chứ đùa. Tôi cũng đến chịu với các chị luôn đấy. Meo meo kiểu. Không phá gia chi tử đời không nể. Lên nhạc. Chuyến này ông bô bà bô chuẩn bị sắm cái ô mới đi. Tôi mới test ra được cái ô này là hàng pha ke rồi đấy nha. Giỡn thật sự. Trời ơi, Sen ơi mau hộ giá. Mày làm ăn sống nhăn như này thì chết trẫm Sen ơi. Má, chuyến này xong bố mày bỏ nhà đi luôn cho biết tay. Ngủ nhiều đến mức vô tri là có thật. Kiểu này có ngày không bờm đầu thì cũng chấn thương sọ não nha chú em. Ẩu thật sự. Cơ mà cũng khổ thân. Cái số su cà na. Đến ngủ cũng không yên nữa. Nỗi đau này thì 10 hộp 3 tê cũng không thể chữa lành được. Nhưng 11 hộp thì có khi chậm suy nghĩ lại đấy Sen ạ. Năng lực diễn xuất thì có hạn. Nhưng mức độ làm màu thì cứ phải gọi anh bằng cụ. Ba cái đồ yêu này anh cân tất. Diễn viên Hollywood chắc gì đã diễn được như anh hả mấy em. Yeah!
Cái pha ngã đấy là anh làm động tác giả cho tiết mục nó sinh động thôi. Chứ đời nào mà anh gà như thế được. Mấy chú bị lừa rồi. Chưa biết là ai giòn hơn ai đâu. Đừng có mà vội cười nhé. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.